1C, Lương Thị Minh Nguyệt 1C, Hoàng Như Liễu 1C, Ngô Thị Phương Trâm 2C, Hoàng Thiên Chí 2C, Ngô Minh Hảo 2C, Dương Văn Minh 2C, Lý Thị Linh Nhi 2C, La Thiên Vũ 2C, Lê Quỳnh Diễm 2C, Nông Đức Trần 2C và Đào Thị Thu Linh lớp 2C. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng đoàn cùng tất cả các anh chị trong đoàn thiện nguyện, nhóm thiện nguyện huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, sau khi thống nhất chương trình với đại diện đoàn thiện nguyện và được sự nhất trí.